Ê, còn. Ê, con này cũng bự bự cả nhà ơi, con này bự bự cả nhà ơi, nặng lắm nè, nặng lắm. Con này nặng lắm. Kìa nó chạy cơ. Rồi chị xin chào bà cô bác anh chị em và các bạn ha. Thì hôm nay trường cũng vẫn đi vô chỗ chỗ cái sông ở cũng là ở Hòa Thượng Dòng Mì Kiên Giang đó, nhưng mà bãi thì bãi khác nữa. Thì trong này nhiều bãi lắm. Thì hôm nay là trường trường lại chăn chỗ bãi anh Chát nè. Bãi này hôm ngày Chát câu lúc nào cũng dính cá chứ không mớm. Thì hôm nay Chát không đi được, cái đầu Chát kêu trường đó là anh vô anh cho cá ăn giùm em đi. Đây chỗ này nè. Đó thì cái sông này thì nhiều bãi rồi cá cũng nhiều lắm, thì chỗ này Chát nó nói câu lúc nào cũng có cá hết, bự nhỏ thì cũng hên xui ha, cho nên nay nó không đi được thì trường vô đây trường câu chỗ này. Rồi thì trường vẫn tiếp tục câu cá siêu tê cả nhà. Chát nó kêu anh trộn chuối bánh mì đồ vô thêm. Rồi trường bóp nho bốn hết trơn rồi đó, ba cần rồi đó, giờ để trường băng câu ha. Đẩy câu xuống tới cái này luôn kìa. Ê, ăn luôn kìa, chưa qua xong cần nữa kìa, mới lôi kìa, nó bên luôn nóng cái này chơi kỳ vậy, chưa qua hết cần nữa nè. Thẳng là luôn rồi. Lâu lắm mà mới cảm giác mà mình vân câu chưa hết á là cá nó ăn luôn rồi. Sao mà không ăn mạnh trơn chứ, cá nhỏ rồi. Niềm vui, niềm vui.
thả mồi mà nó có ghẻ nó ăn là thấy vui rồi, chỉ sợ thả mà nó không ăn thôi. Kỳ vậy, ăn kỳ vậy, vừa quăng luôn. Trời ơi. Thôi, vẫn phao nhẹ mà không ăn, không có không lôi, nó không gị, chứ không buông. Chỗ câu này hồi hộp quá. Nó kìa, còn nó dính rồi. Trời ơi, chạy vô đây rồi kìa, chứ gì nữa. Trời ơi, trong con này trời ơi hết bự vậy. Gì vậy? Trời ơi. Chạy vô vây luôn vậy. Đứng ở đó rồi. Vô cụ luôn cả nhà ơi, nó ngồi dưới đám bự luôn nè. Trời ơi, trời, nó ngon nè, khủng khiếp, cái ngô nè 200g xiềng hơn nữa nè, cái ngô này tầm hơn 200g. Ê, bên ăn nó cái trứng luôn hả? Rồi, ngon. Vừa dính cá rô lên chưa chân lụm cá cha nữa này. Bãi này đúng là huyền thoại, có chát thiệt mà. Đây. Cá rô này cả nhà. Nó bằng bàn tay trường luôn, là con này tầm cỡ gần 200g luôn. Đó, ông này cũng ăn cá bên luôn. Lụm nha. Thôi, có nhớt rồi. Rồi cầm màu vàng ăn nữa cả. Rồi cả. Cầm màu vàng ăn nữa cả, dính nữa cái gì đó. Rồi dính này. Cá nhỏ nhỏ nữa rồi. Nó. Mới quăng luôn. Dính này cả nhà ơi. Kìa. Cưng kìa. Đi. Nói chung giờ dính rồi có dính cá là mừng, là bự nhỏ kệ nó. Còn cái ghế nhầm nhịp hoài luôn kìa. Đó. Thì nó cá rô nữa à. Rồi, lên này, lên dây rồi, Cá cha cá rô đây, Rồi cá cha. Nói chung là lứa bắt hết nè. Đó, gì đã bắt nè. Quăng bên đó cái lỗ cả nha. Ngay cái lỗ cái gì đó. Cá nó nghe nó ăn quá ăn luôn. Kệ đi, hôm nay là dính là bắt hết.
Ê, nữa cả, nữa cả. Kìa. Nhảy hố thiệt rồi. Nó dùng giấy cả. Mới quăng chuyện tham gia hút là lụm rồi. Kỳ vậy? Có. Vui không? Cá kiểu mà nó ăn dữ hoài là thấy vui đó. Rút cái nữa là dính à. Để đi, cho ăn đã đó. Rồi dính rồi cái nha, dính cá nhỏ rồi. Dính cá nhỏ rồi. Chị biết lắm mà. Đây. Hôm nay là ngoại lệ, hôm nay chị bắt hết luôn nè. Bắt về cho nè. Này dính bự nhỏ thì bắt hết. Phía trên đó có cái hố. Không phải hố mà kiểu như cá nó hụt trong đó không à. Trong nó hụt không có nước luôn vậy đó. Cho nên quăng đại vậy đó đó. Mình bắt cá nhỏ đi, một hơi cũng phải dính cá bự hả. Cá nhỏ ăn rồi cũng phải có cá bự ăn thôi. Dính luôn rồi. Rồi chạy vô dính rồi nè. Dính này. Ê con này bự bự cả nhà ơi. Con này bự nha. Nặng nha, nặng nè. Chịu thấy cái nặng nè. Rồi. Đây, lụm ngang. Tính ra là không kịp bóp mồi luôn cả nhà. Trường đang bóp cái chùm nho chưa xong nữa kìa. Chuyến này anh Thên bắt cá bự kìa. Rồi ok. Giờ tiếp tục bóp mồi nữa nè. Lên luôn. Bén luôn. Dính này cả nhà. Cá này cũng trọng trọng nè. Vô cái gì đây? Ôi cha. Rồi chạy kìa. Đó đó. Mang kéo bởi vì nó quậy quá vậy. Gàng gỡ luôn. Ôi, vô rồi. Đây. Ôi con này bự nhất nãy giờ nha. Thôi sóc hai lưỡi cái đầu với cái mình. Dưới hố kìa. Cá dưới hố kìa. Dễ coi dốc chơi nhau quá đó. Ê, ăn nước kìa. Ơi, bén luôn cái nữa cái. Rồi dính rồi nè. Lên cái nơi dính nè.
trời ơi kỳ vậy, chốt ghẻ nữa rồi. Không mà vậy mới cá giờ từ từ cứ thu lên đó. Rồi dính luôn rồi, cái nơi dính rồi, rồi dính này. Nặng không, nặng không? Nặng. Nặng mà nhỏ rồi. Ui cũng được, cũng được, cũng được. Bằng cái bự kia rồi. Ừ. Ôi trời cá này ăn lâu ghê ha. Lên nữa nghe. Tiếp tục lên hàng nữa nghe. Chỗ đó không ai câu luôn á. Ai câu được. Kìa ngồi dính rồi nè. Dính rồi. Dính rồi. Ăn vô, cá ăn vô. Quay lên. Cá này cá ăn vô. Nóng. Nóng dây ở đây, cho nó xuống xuống qua đây. Ê. Bự đi đây. Con này bự. Vừa. Bự vừa. Cá. Nghe nè, thấy không? Ở dưới đây này, này chạy dưới à. Bước ra cầu không? Bước ra. Trời ơi, bên thẳng luôn trời. Ăn ngầm đấy giờ thấy không? Ôi sắp bên hông này rồi. Hạ à, xuống cái lên nè. Hồi nãy không được câu cho anh. Để dây trở lại đứa cần ra. Trời ơi. Trời ơi, con này mình ăn bên thẳng luôn ghê không không? Đây có cái lụm phao. Đó, con này cũng trọng trọng được nha. Bự nhất trong đám rồi. Hả? Bự nhất trong đám rồi. Bự nhất trong đám nãy giờ nha. Cá nó hớm mà. Sâu như cá người cá không chịu ăn. Đó. Móc này sâu luôn nè. Móc sâu rồi sao vượt được đây. Trời ơi, gì mà nó ăn ben cả nhà thấy ghê không không? Ủa cô mày, nè, đang băng câu này dính cô mày ở đây nè cả nhà. Người ta dính cô mày nè. Vô bự. Đi mình câu cá tra rồi mình câu cá rô, kiếm cá rô gì khô khô. Lên luôn. Trời ơi. Rồi. Cái nó là dính nè. Rồi dính này cả nhà, dính này, dính cá chốt rồi. Dính cá chốt cái nào biết lắm mà. Chốt cái gô đây. Ồ, cá chốt. Đó, Trường biết mà. Đó, sau kinh nghiệm mà bị danh Trường cá chốt thì mình hiểu rồi ha. Đó. Rồi hôm nay Trường bắt hết, về Trường cho ai cả nhà. Bự nhỏ gì cũng bắt lén cho hôm nay nè. Rồi dính này cả nhà ơi, dính cá chốt rồi. Biết lắm mà. Đó. Cá chốt nha.
cái bên kia nãy nó ăn cái nữa đó. Cá bự ơi. Lên phát nữa cá bự ơi. Kỳ vậy. Dễ tưng tưng luôn vậy đó. Còn đó chứ không đâu đâu. Đi quay lại ăn nè. Làm cũng rúng cho nha. Cá nữa. Rồi dính nè. Để con cẩn trọng nha. Rồi dướng ngay luôn. Ác quá trời, dướng con dây đó. Đang bay luôn phải không? Cá ăn luôn. Dính luôn bây giờ. Cái nó rồi. Đang gỡ con cá này nè cả nhà. Dính luôn bây giờ. Mới dính chưa nữa nè. Nhịp hoài kìa. Rồi dính này nè. Rồi vô coi. Tưng hoài. Còn không? Bạn chưa kịp đóng nữa rồi bố ơi. Bạn thẳng luôn. Ê, còn. Ê, con này cũng bự cả nhà ơi, con này bự cả nhà ơi, nặng lắm nè. Con này nặng lắm. Kìa chạy kìa. Bự. Rồi. Trời vuốt cái trời. Gì lắm cá bự luôn. Trời ơi, tức tôi á, quay nhanh gì luôn đó. Buồn thiệt chứ. Thế nữa kìa. Ăn nữa kìa. Mấy bên nữa kìa. Lên luôn cái coi. Lên luôn cá bự lại cái coi. Lên lại cá bự nãy cái coi ta. Nó. Lên lại cá bự coi. Đừng có hù tôi chứ. Đang rung nãy giờ luôn, thầy đang buồn luôn á, đang ngồi mà buồn luôn rồi đó. Xảy cá bự buồn gì đâu luôn á. Bên nữa rồi. Kỳ vậy? Chơi gì không vui nha. Mày luôn. Lên luôn. Lên luôn cá bự coi. Rồi cả nhà ơi, thì giờ này cũng chiều tối luôn rồi, thì thả cá nhỏ nó ghẻ hoài ha. Thì bây giờ ha, bãi này á là ngày mai trường sẽ đeo nữa. Thì ngày mai quyết định là mình kiếm cá bự, còn ngày mai mà mình đi câu dính cá nhỏ thì trường thả lên nha. Tại hôm nay có người kêu nói nào có dính ai có dính cá gì đó vệ sinh. Cho nên nay dính là trường bắt hết nha. Đây. Nó dính cũng nhiều lắm nha.
Ôi cũng bộn cả nhà ơi. Nè, chết hết trơn rồi. Đây. 2, 4, 6, 8, 10, 11 con. Dưới hồi nãy dướng ở ngoài đó đó. Cái dây đó quá là chắc luôn à, cái dây trường lôi quá trời lôi luôn mà đứt cái dây của trường luôn. Đó rồi hồi giờ ra móc móc thì giục con cá luôn, không có bắt được. Chứ lúc nãy thì xảy một con bự đó, trường thấy cũng tầm 2-3 kg vậy chứ cũng không có nhỏ đâu. Thì ngày mai mình vô đây mình đeo lên thử thế nào. Giờ chiều nó ụt lên cả mà giờ này cũng hơi quá rồi, thôi mình đi về. Câu hồi sáng tới giờ rồi. Đó. Thì cả nhà xem video nhớ bấm like, đăng ký chuông để ủng hộ trường cũng như là theo dõi những video tiếp theo ha. Rồi hẹp lại cả nhà video sau nha.